phân phối sản phẩm về cối đá vẩy Herbinflex. Cụm máy của chúng tôi được lắp ráp với các hãng máy nén hàng đầu thế giới như Bitzer của Đức, Danfoss của Đan Mạch, Comelco của Nhật, Copland của Mỹ, Hanwell của Đài Loan, Micom của Nhật, đạt tiêu chuẩn châu Âu G7. Về chất lượng và các đặc điểm nổi bật của cối đá vẩy, xin được nêu một số điểm như sau. Công suất cối đá vẩy và cụm máy đá vẩy có công suất từ 1 tấn đến 40 tấn cho một ngày. Sử dụng môi chất lạnh là L22, L404A và NH3. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đá sạch, khô và nhiệt độ đá phù hợp tiêu chuẩn HACCP cho ngành chế biến hải sản, giết mổ gia cầm, chế biến thực phẩm, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, tàu biển đánh bắt hải sản xa bờ. Cối đá vẩy Herbin, hiệu đai đường phun làm bằng inox, bề mặt làm đá bằng inox, dao xoay kiểu vệ tinh inox. Đặc biệt lưu ý chi tiết này, rất ít nhà sản xuất có thể làm được. Khe hở giữa dao cắt đá và thành cối 0,2mm, lòng cối tròn gần tuyệt đối. Sản phẩm có đầy đủ các phụ tùng và phụ kiện thay thế. Các kỹ thuật viên của cục ENT được huấn luyện trực tiếp tại nhà máy thâm quyến về các kỹ thuật lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng theo đúng các tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đặc biệt cụm máy đá vẩy Herbin dùng cho đánh bắt xa bờ, làm đá trực tiếp làm đá bằng nước biển trong khi tàu đang hoạt động. Máy được thiết kế đảm bảo khả năng làm việc lâu dài trong môi trường nước biển. Cối đá vẩy được làm bằng inox SUS 316, có khả năng chống ăn mòn nước biển. Máy Herbin được thiết kế để hoạt động đáng tin cậy, cho dù rung động liên tục từ sóng biển máy vẫn hoạt động bền bỉ. Nhiệt độ thấp và hàm lượng muối trong nước biển cho phép tỷ lệ hiệu quả năng lượng cao hơn. Nhiệt độ thấp hơn của đá vẩy và các tính năng khác làm cho nó trở thành một đối tác không thể thiếu cho ứng dụng đánh bắt xa bờ lâu ngày. Rất mong cối đá vẩy và bộ máy đá vẩy hiệu Herbin Diamond Cool đáp ứng đúng nhu cầu của anh chị và quý công ty, để công ty điện lạnh TNT có cơ hội phục vụ trong một ngày gần đây. Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ công ty. Văn phòng giao dịch 405/03 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.coidavay.net hoặc www.máylamda.net. Số điện thoại 0909 357 111 hoặc 0937 23 1979.